Đôi mắt không nhìn rõ mặt chữ, nhưng anh Nguyễn Cảnh Dương, Chủ tịch Hội Người Mù huyện Đức Thọ, vẫn miệt mài dạy tiếng Anh cho các em nhỏ. Nhiều em học sinh nghèo, mồ côi tàn tật ở xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ đã có cơ hội được học tiếng Anh miễn phí. 20 năm qua, đã có khoảng 1.200 học sinh trưởng thành từ lớp học này. Tôi thấy là phương pháp dạy học tiếng Anh của anh ấy là rất độc đáo và truyền được cái sự niềm đam mê và cho những người học như tôi. Nhà nghèo học lớp thầy Dương, cháu được thầy giảm học phí. Chúng cháu học ở đây rất thích, có các tranh ảnh và video học theo chủ đề nên rất dễ nhớ. Anh Nguyễn Cảnh Dương bị khiếm thị từ nhỏ. Từ khi ý thức được bệnh tật, cộng thêm những lời trêu đùa từ người xung quanh, đã có những lúc anh thấy chán nản, muốn buông xuôi tất cả. Thế rồi từ sự động viên của gia đình, anh đã cố gắng đến trường, tìm cách học chữ trong bóng tối. Học tiếng Việt đã khó, anh còn nỗ lực hơn thế để có thể học tốt tiếng Anh, với quan niệm đây là kênh giao tiếp quan trọng, mở ra nhiều cánh cửa tri thức cuộc sống. Năm 1999, khi đó tôi vào lớp 10, thì tôi đã được tiếp cận với môn tiếng Anh và tôi có một cái niềm đam mê đặc biệt đối với môn học này. Và sau 2 năm học tập, thì tôi nhận thấy rằng để có sử dụng tiếng Anh và giao tiếp được một cách lưu loát và hiệu quả, thì tôi phải lấy cái tiếng Anh làm công cụ. Và từ đó tôi mới đi đến một quyết định đó là mình sẽ dạy tiếng Anh. Lớp học tiếng Anh được mở ra từ sự ấp ủ và tâm huyết khi anh muốn mang kiến thức được học tại trường đại học để truyền đạt lại cho học sinh quê hương. Vượt lên sự khuôn mẫu của những bài học, Dương luôn tìm cách tăng thời gian thực hành giao tiếp, trao đổi bằng tiếng Anh, tạo hứng thú trong mỗi giờ học. Việc tiếp cận tiếng Anh đối với là các em học sinh ở đây còn rất nhiều hạn chế. Và trong thời kỳ hội nhập này thì tiếng Anh chính là nó rất quan trọng để giúp cho các em là vươn cao, vươn xa hơn nữa trong tương lai. Vì vậy với cái nguồn kiến thức mà tôi đã tích lũy được thì tôi có mong muốn là bồi đắp và giúp cho các cháu là nâng cao được cái kỹ năng sử dụng tiếng Anh và đồng thời cái điều quan trọng nhất đó là truyền được cái cảm hứng và niềm đam mê học tập cho các cháu. 10 năm làm Chủ tịch Hội Người Mù huyện Đức Thọ, anh Nguyễn Cảnh Dương đã luôn nỗ lực để xây dựng hội trở thành ngôi nhà chung, giúp hội viên hòa nhập với cộng đồng, xây dựng cuộc sống mới. Anh luôn tâm niệm, nghị lực của con người là không giới hạn, điều quan trọng là phải biết khơi dậy, biết phát huy đúng nơi, đúng chỗ cho bản thân và cuộc sống. Cứ như vậy, anh đang nỗ lực từng ngày để mang đến nguồn sáng không chỉ cho các hội viên người mù mà ngay cả với những người bình thường.